nếu đang đứng ở giữa sân trường mà nhìn thấy nó đấy không chạy kịp. Trong tổng một đoạn thôi mà nó trèo lên nó ngồi đi như thế cũng không chạy kịp, chứ chưa nói gì đứng cạnh đấy. Đấy. Không nhìn thấy được gì mà nhìn mít thế này. Sao rất nó mở cảm thấy rất là nhẹ nhàng chứ không thấy lặng tay gì cả.